Manchester City chỉ còn 9 trận nữa để hoàn tất một mùa giải lịch sử bằng cú ăn bạc. Với việc đứng trước cơ hội vô địch Premier League, Champions League và FA Cup trong cùng một mùa giải, đội bóng áo xanh hướng tới kỳ tích khó tin chỉ từng xuất hiện một lần trong lịch sử bóng đá Anh và được tạo ra bởi đối thủ cùng thành phố Manchester United vào năm 1999. Tuy nhiên, huấn luyện viên Pep Guardiola lại không muốn đề cập nhiều đến điều này, chú trọng tập trung cho từng trận đấu và tạo ra những màn trình diễn xuất sắc nhất từ các cầu thủ của mình. Pep Guardiola cùng đồng đội của ông đã có rất nhiều thành công trong mùa giải này, nhưng cũng không tránh khỏi những thử thách và khó khăn để vượt qua. Trong giai đoạn cuối của mùa giải, Man City sẽ đối đầu với những đối thủ đáng gờm như Real Madrid ở bán kết Champions League và Manchester United ở chung kết FA Cup. Nếu thành công giành được cú ăn ba trong mùa giải này, đội bóng áo xanh sẽ được ghi vào sách lịch sử và mở ra một thời kỳ thống trị ở cả trong nước và ngoài nước. Đây là thành tựu mà ít đội bóng nào có thể đạt được. Do đó, khi Man City đang cố gắng đạt được mục tiêu ấn tượng này, hãy cùng điểm qua những thành công và thách thức mà họ đã trải qua trong mùa giải, xem lịch thi đấu còn lại và đánh giá khả năng họ có thể đăng quang trên cả 3 mặt trận hay không. Thành công lớn nhất của Man City ở mùa giải này dĩ nhiên là sự xuất hiện của Erling Haaland. Trước đây, những bản hợp đồng lớn như Rodri hay Jack Grealish đã phải mất tới 1 năm để thích nghi, nhưng Haaland chỉ mới khoác áo Man City trong vỏn vẹn 9 tháng đã ghi được 51 bàn thắng trên tất cả đấu trường. Dù ở những trận đầu mùa, Guardiola đã cho rằng các cầu thủ của ông vẫn đang cố gắng tìm ra cách tốt nhất để tìm đường cho Haaland, nhưng tiền đạo người Na Uy đã ghi bàn ngay trong trận ra mắt Premier League của mình trước West Ham vào tháng 8 và không dừng lại kể từ đó. Điều quan trọng hơn, Haaland đã giữ được sức khỏe tốt. Trong khi chỉ có 30 lần ra sân trong tất cả các giải đấu cho Borussia Dortmund ở mùa trước, tại Man City, anh chỉ bỏ lỡ 3 trận đấu vì chấn thương. Man City đã làm rất tốt việc giữ cho những cầu thủ chủ chốt khác luôn khỏe mạnh. Ruben Dias, Phil Foden, John Stones, Kyle Walker, Aymeric Laporte và Calvin Phillips đều đã phải nghỉ thi đấu một thời gian ngắn, nhưng trong hầu hết mùa giải, Guardiola đã có đội hình đầy đủ để lựa chọn. Họ cũng đã có phong độ tốt vào thời điểm thích hợp. Man City hiện đang có chuỗi 14 trận thắng trong 15 trận gần nhất, tạo đà tuyệt vời vào giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải. Trong hành trình đi đến thành công, Manchester City cũng đã gặp một số khó khăn, đặc biệt là việc xáo trộn đội hình trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái tạo ra nhiều biến động hơn tính toán. Khi Raheem Sterling chuyển sang Chelsea và Gabriel Jesus cùng Oleksandr Zinchenko gia nhập Arsenal. Thêm vào đó, Man City còn có nhiều cầu thủ tham dự World Cup giữa mùa giải tại Qatar hơn bất kỳ đội bóng nào khác tại châu Âu. Đáng chú ý, vào tháng 1 vừa qua, João Cancelo bất ngờ ra đi khiến huấn luyện viên Guardiola phải chọn Nathan Ake, người thường thi đấu ở vị trí trung vệ, làm hậu vệ trái. Sau đó, vào tháng 2, câu lạc bộ bị cáo buộc vi phạm hơn 100 điều luật tài chính của Premier League. Sự bất ổn đã tràn ngập trong đội hình đến nỗi giám đốc bóng đá Tiki Begiristan đã tổ chức một cuộc họp để giải đáp các mối quan ngại của cầu thủ. Man City khẳng định họ vô tội, nhưng quá trình pháp lý có thể kéo dài nhiều năm và những hình thức kỷ luật nếu bị kết tội, từ trừ điểm cho đến rớt hạng, có thể gây ra sự bất ổn. Tin tức tồi tệ này đến khi Man City đang trong giai đoạn không ổn định với chỉ 5 chiến thắng trong 10 trận đấu trên mọi đấu trường. Trong đó có những trận thua tại ngoại hạng Anh trước Man United và Tottenham. Sau chiến thắng 4-2 trước Spurs vào tháng 1, khi City đã phải lội ngược dòng tư thế bị dẫn 0-2, Guardiola đã chỉ trích những cầu thủ của mình là những bông hoa hạnh phúc và đặt câu hỏi liệu đội bóng của ông có đủ sức ép và quyết tâm để cạnh tranh với Arsenal để giành chức vô địch khác hay không. Cuối cùng, đội bóng của Guardiola đã chứng tỏ rằng họ có thể làm được điều đó. Câu trả lời đơn giản là có. Guardiola thường nói rằng giành cú ăn ba tại Anh gần như là bất khả thi vì chỉ có Manchester United vào năm 1999 là đã làm được điều đó. Nhưng Man City hiện tại chỉ còn cách kỳ tích này 9 trận đấu. Với Chelsea đang gặp khó khăn, các trận đấu khó nhất trong cuộc đua đến ngôi vô địch chỉ là hai chuyến làm khách liên tiếp trên sân của Brighton và Brentford vào cuối tháng 5. Guardiola đã nhấn mạnh sự lợi hại của Brighton, đội bóng ông nói là xuất sắc nhất thế giới trong việc tổ chức tấn công. Trong khi đó, Real Madrid đang cản đường đến trận chung kết Champions League lần thứ 2 trong 3 năm của Man City. Guardiola không dám chủ quan sau khi bị loại bởi chính đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ở trận bán kết đầy kịch tính tại Bernabeu một năm trước đó. Man City đã áp đảo Real Madrid gần như trọn vẹn hai lượt trận, giành chiến thắng 4-3 trên sân nhà nhưng thất bại trước Real Madrid bởi 3 bàn thắng được ghi sau phút 90. Tuy nhiên lần này, họ tự tin sẽ giành được chiến thắng trước đội bóng Tây Ban Nha. Trong khi đó, trận chung kết FA Cup với Manchester United vào ngày 3 tháng 6 là một vấn đề phức tạp vì bất kỳ trận derby Manchester nào cũng là một cuộc đối đầu căng thẳng và cam go. Và trận chung kết cúp đầu tiên giữa hai đội chắc chắn sẽ rất nóng bỏng. Manchester United sẽ vào sân cho cả lịch sử
bởi niềm kiêu hãnh là đội bóng Anh duy nhất giành cú ăn ba. Man City đã thắng 6-3 trên sân nhà vào tháng 10 và thua 2-1 tại Old Trafford vào tháng 1. Thầy trò Pep Guardiola sẽ vào trận với tư cách là đội được đánh giá cao hơn, nhưng mọi việc không phải lúc nào cũng đơn giản như thế, nhất là khi đương đầu với đối thủ bị đụng chạm niềm kiêu hãnh. Điều đáng lo ngại cho phần còn lại của bóng đá Anh và cả châu Âu là cho dù Man City giành cú ăn ba hay không, đội bóng này sẽ không dừng lại. Pep Guardiola vẫn ở đó và Etihad tiếp tục tăng cường binh lực bằng nguồn tài chính dồi dào cũng như kế hoạch bổ sung nhân sự hiệu quả. Manchester City đang tính phương án tuyển mộ thêm 2 tiền vệ mới, nhưng phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ Real Madrid trong nỗ lực giành chữ ký của Jude Bellingham, cầu thủ họ đã săn đuổi từ lâu. Man City cũng đã thể hiện sự quan tâm đến việc chiêu mộ một hậu vệ cánh trái. Alphonso Davies của Bayern Munich và Theo Hernandez của AC Milan là những cái tên được đề cập. Hiện tại, Man City đang thống trị bóng đá Anh và chưa hề có dấu hiệu suy tàn. Thầy trò Pep Guardiola đã vô địch Premier League, giải vô địch quốc gia khốc liệt nhất hành tinh tới 4 lần trong 5 năm qua và luôn có mặt ít nhất ở bán kết FA Cup từ năm 2019 đến nay. Champions League vốn là đấu trường khó lường nhất và Man City luôn bị xem là vô duyên, nhưng thực tế, đội bóng áo xanh đã lọt vào ít nhất bán kết ở 3 mùa liên tiếp. Bất kể điều gì xảy ra trước Real Madrid hay trận chung kết tại Istanbul, thầy trò Pep Guardiola vẫn là ứng cử viên hàng đầu ở mùa giải tới. Bởi vậy, dù Guardiola từng xem ăn ba là bất khả thi, Man City đang từng bước để thử sức với chiến công kỳ vĩ này và nếu họ mạnh mẽ hơn ở mùa giải tới, việc cạnh tranh chức vô địch trên cả 3 mặt trận ngoại hạng Anh, Champions League và FA Cup cùng lúc có thể sẽ trở nên quen thuộc.